ngày mai, mà ngày nay yên lặng dùng ngày mai thảm sầu. Bởi đặt đua đòi. Nếu mình cái gì không thiệt á, mình đã xả thân cầu đạo rồi, xả phú cầu bằng. Xả thân cầu đạo. Thì mình bây giờ á, chữ đạo là gì? Đạo là con đường. Là con đường ngay thẳng, con đường hiền lành là đạo. Ở tu là gì? Mình sửa. Lấy sai sửa phải mới gọi là tu, chứ đâu phải mà làm cái hình thức đó là rồi gọi người tu để thâu thập của nhân sanh bá tánh rồi để tu duyên. Có đó tu như cá như đìa, ăn chay hết bữa cái đòi gì. Ăn cận 9-10 ngàn đô gì đó. Nói chuyện không có, đặt chuyện ta nói đã cắt đứt với bà lâu rồi mà ở đâu mà 9.500 đô nó bậy bà không nói hoài. Là giờ bà phao cái tin đó ra nữa hả? Qua con thấy 2-3 kênh này đó là tung lên là 9.500 đô của bà Hiếu. Chọc cái cơn khùng của nó lên rồi nó moi ra tùm lum hết á. Quá trời ông với Vũ luôn á. Sao bà đó bà tu mà cái kiểu gì mà cái hạnh lạ tu tiền chứ làm ăn gì? Ví dụ đã ước nguyện là có cái tịnh thất có Phật đầy đủ rồi, giờ tới dư Phật rồi cũng chưa chịu nữa, giờ bài ra thêm nữa rồi tu hành gì cái. Nói chung ra là Phật, nói chung ra thật tình với em, với cái luật lệ người tu á, trời Phật không có chùa am với thế. Mình tưởng tượng một vị nào thôi, hay là Đức Bổn Sư à, để đó là mình tưởng tượng để làm cái phương tiện để mà tu hành để dắt chúng, chứ đâu có bài ra mà tượng cốt gì lớn ngỡn tạo cốt hình sơn phết đắp vàng theo tân tạo hao tiền bá tánh. Đục dưới đẻo những cây với củi đắp xi măng sơn phết đặt tên ngục A Tỳ giữa cái một bên chờ những kẻ tu hành giả dối. Chứ tu hành gì mà bài biển ra quá chừng như vừa làm sao làm có ra để có cái được cái số tiền lớn, được mình mai duyên được có số tiền Phật tử xa gần ta ủng hộ, mình lấy cái đó làm cái quỹ để giúp cho dân, giúp đời cho đời. Đó là mình thay mặt Đức Phật để cứu đời độ thế mới gọi là người tu. Tu gì mà thâu vô dù tượng này cốt nọ dù chuông đồng cột lớn để làm gì? Phật trời nào ở đó. Đó là cái tâm đó. Phật trời là ở cái tâm. Chứ đâu phải là hình tướng đó. Làm chuyện nó quá đáng rồi, coi không được. Đã người ta khuyên rồi nhiều rồi, thôi hạn chế bớt đi, đừng làm chuyện đó quá không nên. Không chịu cứ khăng khăng rồi, bây giờ bung lên rồi nói ta chuyện này chuyện kia chuyện có nó không. Hỏi tu làm gì? Nổ mang cái khẩu nghiệp không cũng đủ chết nữa, vừa làm sao mà mình tu hành được. Mình tu hành là cái gì mình cũng phải buông bỏ. Đặt ví dụ như á, cái gì đó thì bây giờ mình bỏ được mình bỏ, chứ cũng không đề cập vô tới hoài. Giờ tôi hỏi gì nó xả phú gì tiền xả tăng chụp bạc, chứ đâu phải người tu. Tu cái giờ mình đã là mình phủi cái mái tóc xanh mình rồi, là tượng trưng là mình của sự thế. Đúng rồi. Cư trần bất nhiễm là thánh, mà lẫn tục đừng mê mới chứng bậc hiền. Còn cái này mà tu hành mà thâu vô không mà tu gì, mình nói ra thì quơ đũa cả nắm. Thật tình với em, tôi không có vui chuyện đó. Tôi cầu mong cho tôi có ít nhiều thôi. Số tiền lớn tôi cũng không ham, có lắc lẻo qua ngày. Đói tôi cho ăn, đau tôi giúp thuốc, chết tôi cho hòm, bấy nhiêu là đủ mãn nguyện đời của tôi rồi. Chùa cao cột lớn tôi không ham. Nhà to cột lớn này chính bản thân tôi đây, ăn ở đây nè, ngồi ở đây nè, nằm chỗ này nè. Chứ còn mà cái gì mà tốt quá, sung sướng quá, dạ thưa tôi không dám. Đó, ngồi ăn đây, nằm đây nè, ở dưới đất nè.
nó có bộ dáng tốt này thì nằm sao không nằm, tôi cũng không dám nữa. Yeah. Biết đời của mình nó thế nào mà mời bày đặt đua đòi hãnh diện, bữa nay mình ngồi trên cao dù 5-7 bữa sau mình vớt xuống đất có hay không. Yeah. Ngày nay chưa biết ngày mai, mà ngày nay yên lặng dù ngày mai thảm sầu, bày đặt đua đòi. Nếu mình cái gì không thiệt á, mình đã xả thân cầu đạo rồi, xả phú cầu bằng, xả thân cầu đạo thì mình bây giờ á, chữ đạo là gì? Đạo là con đường, là con đường ngay thẳng, con đường hiền lành là đạo. Yeah. Ở tu là gì? Mình sửa, lấy sai sửa phải mới gọi là tu, chứ đâu phải mà làm cái hình thức đó là rồi gọi người tu để thâu thập của nhân sanh bá tánh rồi để tu duyên. Nó nói tu như cá dưới đìa, ăn chay hết bữa cái đòi gì ở Tây Phương. Tu như cá lòng tông bay, tu ít bữa cái đòi bay gì trời nhiêu, cái đó là hay rồi, mình đắc quả rồi. Yeah. Mình làm mà phải, làm trơn làm chánh là tiên là thánh đó. Chứ đâu phải là mà cạo đầu gõ mỏ tụng kinh vừa làm cái hình thức đó gọi là tu, vừa bài ra vừa đi ra giữa đường giữa xá, vừa đi là làm tung lên cho thiên hạ thấy, cả thế giới biết cái đó là cái gì. Yeah. Cái đó là thật sự tình có tội với Phật, chứ không bao giờ phải là tốt bao giờ hết. Mình tu á làm yên lặng yên tĩnh, tu nhân đạo thậm thâm ai rõ, tu gia trì, tu nhỏ tu nhen, tu quốc dương cho Phật ngợi khen, tu bố thí làm quen với thánh, tu tánh hạnh cầu an bá tánh, tu đắp đường tịnh thủy tây ương, tu biết thương mới vốn thiệt trai trường, tu tâm của tu đường địa ngục, tu hiếu nghĩa bao trùm tiên thánh, tu làm vậy mới Phật trời lưỡng tánh, tu quỷ ma chánh chẳng khỏi tay, tu thi ân mới đặng lầu đài, tu phước đức mới là phương tiện, tu nhẫn nhẫn khuyên đừng thưa kiện, tu hu hu dạng sự thâu thôi, tu trong tâm đừng để ngoài môi, mà tu nhân nghĩa lễ nghi chí tính, chứ đâu phải mà tu làm hình thức đó gọi là người tu. Yeah. Tu thầm tu lén mới gọi là mới thật. Yeah. Mới thiệt. Cuộc đời của tôi thì tôi nói thiệt, tôi không mong mỏi cho tôi có nhiều, ước nguyện làm sao cuộc đời cho đến ngày tôi mãn thần chỉ có lắc lẻo ngày này qua ngày khác để bù đắp cho những người khó khăn, đói cho ăn, đau cho thuốc, chết cho hòm, là mãn nguyện đời tôi rồi. Chứ yeah. Tôi không thích mà riêng tư hay là hoặc để dành dụm cho mình để mà làm cái gì cao sang cỡ nào dù cũng phải bỏ thôi. Yeah. Cái hơi thở này của mình mượn của tạo hóa, mình thở ra mình trả cho tạo hóa, cái nào là của mình mà bảo thủ hay là tính cho giữ, mà bài phô trương ra cho quá vĩnh viễn ở đó để thủ không. Yeah. Mà vĩnh viễn ở đó mà mình hưởng thụ không. Yeah. Cái gì cũng giả hết mà.